1, 2, 1, 2, 1, 2. Đi lấy cho tôi buồng chuối để tôi con đi chợ. Mẹ, đứa con đâu? Con gái yêu dậy rồi à? 1, 2. Thằng Huynh, hôm bé thôi, điếc tai. Điếc tai. Con xin mẹ ạ. Giờ này còn chưa dậy, phạt chạy 20 vòng. Chúng con ra sư mau ạ. Các dậy sớm thế, lêu. Morning sư huynh. Nhanh đi chơi lên. Nhanh lên. Mấy vòng rồi? 2. Nghỉ tí đã. Thầy cáu rồi. Sao? Ông Hạc, giặt quần áo ngay. Thầy ơi, con về rồi. Con đồ nó cắn em. Đâu? Cắn chỗ nào? Để anh xem. Thì ra là mày. Ôi, tôi chưa rồi. Câu này quen thế nhỉ? Thầy ơi, nó chính là... Hai con tự giác dậy sớm, luyện tập chăm chỉ như thế này là rất tốt. Bà về rồi đấy à? Hôm nay đi chợ phiên có gì thiết đãi thầy trò tôi không đây? Có cả rồi đây. Mấy đứa mau vào dọn cơm thôi. Trong cái rủi lại có cái ăn. Mà lại gọi tao dậy đây nhé.